Giữa phố phường thủ đô tấp nập, có những người ngày đêm lặng lẽ làm sạch phố phường. Chúng tôi đang muốn nói đến những người lao công, những người mà nhà thơ Tố Hữu từng miêu tả là như sắt như đồng trong bài thơ Tiếng Chổi Tre của ông. Thế nhưng ẩn sau dáng hình đã đi vào thơ ca ấy, mỗi người là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Chuyện tôi kể ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ phía sau Tiếng Chổi Tre của một chị lao công đến từ tỉnh Nam Định. Rồi nhưng mà tôi vào làm môi trường thì mới được có 4 năm. Còn trước kia thì tôi đi đồng nát, rồi đi nhặt rác. Đầu tiên thì chúng tôi đi làm ấy thì chúng tôi cũng trèo lên thì cũng sợ lắm. Nhưng mà rồi nếu mà không trèo lên thì chúng tôi cũng không thể ép hết rác được. Mà chúng tôi đi làm thì nó cũng quen rồi. Đấy. Khi mà chúng tôi làm ấy chúng tôi để ý là con mắt mình phải nhanh nhẹn. Kim tiêm hoặc là mảnh bát, mảnh sành, mảnh kính nên đấy là chúng tôi phải để ý, hoặc là đinh nên là chúng tôi phải để ý đấy, nhưng mà chúng tôi không nên rắn vào những cái đồ đấy. Nhiều khi cái mùi đấy có nghĩa là mình không thể tả nổi, nó họ để những cái mùi rác nó quá là ghê sợ ấy. Có lúc là đẩy xe sang đường ấy, nhưng mà những người mà người ta đi xe kiểu người ta không có chú tâm vào để nhìn đường ấy thì người ta lao cả vào cái xe rác của mình. Làm được cái nghề này thì mình xác định là mình gắn bó cái nghề này thì mình yêu thích nó thì mình mới gắn bó được. Còn nếu mà mình không yêu thích nó thì mình không gắn bó. Đầu năm học thì đóng này có nhiều tiền đúng không? Đóng nhiều tiền đây nhưng mà không có thì lại phải xoay sở, vay trước rồi trả sau. Để một mình thì cố gắng thôi chứ nuôi con ăn học đến đâu thì ăn học. Hơn 4 triệu đấy thì nói chung ra thì nó rất là khó khăn. Cho nên là tôi cũng phải biết tích trữ và tàn tiệm để cuộc sống cho hai mẹ con. Rồi mẹ đi làm thì hướng về con, rồi con đi học thì cố gắng hướng về mẹ. Thì mẹ có một cái động lực đấy để mẹ đi làm. Đấy. Tôi lúc nào cũng động viên con tôi là con chịu khó học. Ơi! Tối mẹ có rau muống luộc, có cả trứng rán. Giống con đó. Giống con á? Khi nào tiền học tiền hành như nào thì báo cho mẹ biết nha. Tôi yêu quê hương của tôi là yêu con người. Cái đẹp về quê hương như là cánh đồng ruộng lúa, những mùa màng đấy, chị em đi ra đồng gặt hái, rồi quê hương của mình luôn luôn nó có những cái điều đẹp hơn là